trả tiền cho ông chủ nha. Tiền cà phê cho Bibi. Trả tiền cà phê nè. Đi đâu rồi? Hả? Đi đâu về nhà? Đi đâu về đây? Hả? Đâu về? Ô. Hả? Sao băng luôn này? Đi đâu? Hả? Thank you.
trả tiền cho ông chủ nha. Ồ, trả tiền. Trả tiền cà phê. Cà phê cho Bibi. Trả tiền cà phê nè. Trả tiền cà phê nha. Sao? Đi đâu về đấy? Thì sang con cà phê về à? Hả? Không sang này không sửa hay sao đấy? Anh đừng bắt lại cái này. Ừ. Rồi. Để bác lấy cái này không? Nhấn miếng bí này nhá. Bí xanh nữa. Rồi. Nó không? Sườn ngon không? Đi cầm ăn đi. Đi cầm, đi tư cầm. Má. Đi ngon không? Đến từ từ thôi. Ngon không? Bị ngon không? Ngon không? Bi đang quăng cái ông sửa về à? Nó bụng đói này.
Hả? Hả? Ừ. Đi cà phê về mà gì mà bụng đói thế? Hả? Bị cầm ăn đi. Hả? Bị cầm. Ừ. Nó có đánh lòng trắng trứng này. Đánh không? Ừ. Ừ. Ba bỏ đó. Ba đây cánh nhá. Hả? Đi ăn đi. Hả? À đi muốn à đi muốn cánh à? Đi muốn cánh à? Con ăn xong rồi, có đông sườn nào không? Ừ, để ba lấy sườn nhá. Hát rửa tay cho ba lấy chuối nhá. Nha. Chị ta ăn lên con. Hả? Ngồi đấy. Ờ. Hả? Sao? Đây, chị kịp con ăn quả chuối này. Chuối nhỏ rồi con. Chị ta ăn quả chuối nhá. Nhảy lên. Chú xinh xinh. Ở xinh xinh chỗ này mua cho Bi ấy. Hãy mới ngồi đây đấy, từ từ. Từ. Đi cầm này. Đưa 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 nỉa cho mà. Ừ, cầm nỉa đó. Ừ. Rồi con bóc đi. Rồi bóc đi. Chị bắn xong nào. Chị ăn nhanh chuối nhanh để ba lấy sữa chứ. Dán nhanh lên. Đi sẵn nha. Ăn xong rồi. Đi qua xong nhé.
Nào, Bibi uống xong chưa? Ừ. Bibi uống xong rồi. Đấy đây đây. Đấy đây ta. Nào, lau miệng nào. Cái bàn kìa. Nói chưa nào. Nào, ba xem nào. Ui, cái bàn bẩn để ba lau. Ngồi đây đây. Cái bụng no tí nhỉ. Xem nào. Trời ơi. Bụng này. Ở đây no đấy nhỉ. Hả? À, no quá nhỉ. Hả? À, no chưa? Hả? À, hả? À, thấy đồ ăn ngon quá đúng không? Ừ. À, đi ăn no quá. Đi ăn no hơn chip. Bí không ăn không? Không. Không biết thì không đâu, không ăn được. Không ăn không? Không ăn không? Ăn nhá. Thì con nhanh không? Thì con xong không? Rất ngon rồi thôi. Món rồi muốn ăn nhá. Nói đây đi mà. Nhận chú ăn xong rồi đi. Cô ăn rau kìa. Sao? Đi ăn thế hôm nay ăn thế là nhiều đấy. Bibi cầm số cao uống sữa. Hai con bé Bibi lên tầng đi. Lên đi. Lên kẹp giòn này ngủ nhá.